Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OSS Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Trước khi loài khủng long xuất hiện, trái đất cũng tồn tại rất nhiều những loài động vật được mệnh danh là sát thủ khét tiếng. Trong số đó có rất nhiều loài đến từ đại dương và cá Danlioptius là một trong số đó. Với thân hình mập mạp và hình dáng hung dữ, loài cá này xứng đáng với biệt danh là kẻ hủy diệt thời kỳ cổ đại. Video riêng nói về các loài khác dài quá rồi, hôm nay chúng ta đổi gió với một video hồ sơ sinh vật tiền sử với format ngắn gọn hơn xem như thế nào nhé. Danlioptius là một loài cá da phiến sống ở vùng nước nông cận nhiệt đới thuộc kỷ Devon khoảng 360 triệu năm trước. Có khá nhiều loài Danlioptius, nhưng trong video này mình sẽ nói về Danlioptius terrelli, loài lớn nhất. Nó là một trong những loài động vật có xương sống hóa thạch được công nhận rộng rãi nhất do kích thước lớn và là một loài động vật có xương sống săn mồi sớm nhất. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Case Western Reserve cho thấy chiều dài của loài săn mồi thời tiền sử này có thể đã bị phóng đại lên rất nhiều. Danlioptius terrelli là một loài cá da phiến lớn, nhưng cũng được biết đến nhiều nhất ở vùng đá phiến Cleveland thuộc kỷ Devon, mới nhất là ở Ohio, Hoa Kỳ. Loài này là một trong những sinh vật tiền sử dễ nhận biết nhất và cho đến nay là một trong những loài động vật có xương sống trong thời kỳ cổ sinh được biết đến rộng rãi nhất. Chỉ có thể so sánh với loài động vật có vú kỷ Permian Diamechodon limbatus về mặt này. Sự phổ biến của Danlioptius terrelli phần lớn bắt nguồn từ hình thái độc đáo của nó, bao gồm bộ xương da rộng, hàm giống như lưỡi kiếm và có kích thước lớn. Những đặc điểm này cũng như độ tuổi địa chất lớn của nó khiến nó thường được coi là một trong những loài động vật có xương sống siêu ăn thịt đầu tiên. Tuy nhiên, bất chấp sự nổi bật của nó trong nền văn hóa đại chúng, người ta biết rất ít về Danlioptius terrelli như một loài động vật thực sự. Danlioptius terrelli vốn đã là một loài cá kỳ lạ, nhưng hóa ra những ước tính về kích thước cũ đã khiến chúng ta bỏ qua rất nhiều đặc điểm khiến loài cá này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Chẳng hạn như phần thân rất giống cá ngừ. Tiến sĩ đại học Case Western Reserve cho biết, một số đồng nghiệp đã gọi nó là chân kỳ đinh hoặc chân Danlioptius sau khi xem nghiên cứu của tôi. Không giống như các loài cá hiện đại, Danlioptius terrelli có đầu bằng xương, nhưng bộ xương bên trong lại làm bằng sụn. Điều này có nghĩa là chỉ có đầu của nó được bảo tồn dưới dạng hóa thạch, khiến kích thước và hình dạng vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà khoa học đã đề xuất ước tính dựa trên cái đầu dài 61cm trừ mõm, được coi là một cách đo lường nhất quán giữa các nhóm cá còn sống và họ hàng nhỏ hơn của Danlioptius terrelli được biết đến từ các bộ xương hoàn chỉnh. Lý do đằng sau nghiên cứu này có thể được tóm tắt bằng một cách quan sát đơn giản. Cá ngắn thường có đầu ngắn và cá dài thường có đầu dài. Dựa trên phương pháp đó, các nhà khoa học kết luận Danlioptius terrelli chỉ dài 3,3 cho đến 3,7 mét, ngắn hơn nhiều so với bất kỳ các nghiên cứu nào từng đề xuất trước đây. Danlioptius terrelli thường được tái tạo bởi giả định rằng nó có hình dạng cơ thể giống cá mập, nhưng thân hình ngắn hơn và hình dạng bên ngoài cũng cho thấy rằng nó có vẻ to hơn rất nhiều. Một con Danlioptius terrelli dài 3,3 mét, về cơ bản có trọng lượng tương đương với một con cá mập trắng lớn dài 4,6 mét. Những thứ này được xây dựng giống như những quả bóng bị phá hủy. Tỷ lệ mới của Danlioptius terrelli có thể trông ngớ ngẩn cho đến khi bạn nhận ra nó có hình dạng cơ thể giống một con cá ngừ và cái miệng to gấp đôi một con cá mập trắng lớn. Nhưng ước tính kích thước này cũng đã đưa Danlioptius terrelli vào bối cảnh khoa học rộng hơn. Loài cá này là một phần của câu chuyện tiến hóa lớn hơn, trong đó các loài động vật có xương sống đi từ những sinh vật sống dưới đáy xã hội bé nhỏ, khiêm tốn, trở thành những con quái vật khổng lồ to lớn. Mặc dù nghiên cứu mới đã làm cho kích thước của Danlioptius terrelli giảm đi, nhưng nó có lẽ vẫn là loài động vật lớn nhất tồn tại trên trái đất cho đến thời điểm đó. Và những ước tính mới này có thể sẽ giúp thực hiện rất nhiều những loại phân tích khác về Danlioptius terrelli mà người ta cho rằng sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Vừa rồi là những thông tin mà chúng mình muốn gửi đến các bạn về một chi cá da phiến Danlioptius, với loài to nhất là Danlioptius terrelli, loài động vật có xương sống đầu tiên trên hành tinh của chúng ta. Các bạn thấy sao về video này, hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn có yêu cầu mới nào thì cũng bình luận bên dưới luôn, để anh em UNSS thực hiện trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.